Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ khai mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy. Tham gia hội thi có 54 thí sinh là bí thư các chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối. Ở vòng sơ tuyển, các bí thư chi bộ tham gia viết tự luận và trắc nghiệm về những vấn đề cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các quy định chỉ thị của đảng và các tình huống về công tác nghiệp vụ diễn ra thường xuyên tại chi bộ. Thí sinh đạt điểm cao sẽ được chọn vào vòng chung khảo. Ngoài việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, đây còn là đợt sinh hoạt chính trị để các bí thư chi bộ có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, những kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn lãnh đạo, điều hành chi bộ. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ cũng như nghị quyết của đảng bộ đã đề ra.